Năm trước, bệnh nhân người Pháp Le Jean Macmo thường xuyên xuất hiện tình trạng tiêu chảy và nôn mửa. Các bệnh viện ở Pháp và Ấn Độ đều chẩn đoán sai bệnh lý, khiến cho tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Trong một lần về Việt Nam, do bệnh tình tái phát, anh phải nhập viện tại FV trong đêm khuya. Sau khi làm các xét nghiệm và chụp CT, bác sĩ khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện FV khẳng định anh Macmo bị bóc tách động mạch treo tràng trên tự phát, một ca bệnh vô cùng hiếm gặp trong y văn. Vì vậy, FV quyết định mời chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực phẫu thuật mạch máu là bác sĩ Jean-Baptiste Rico đến Việt Nam để trực tiếp phẫu thuật sau quá trình điều trị nội khoa. Sau 6 tiếng căng thẳng, ca phẫu thuật đã khép lại thành công, tránh được nguy cơ hoại tử ruột và tử vong cho bệnh nhân, đồng thời cũng mở ra sự hợp tác chính thức của bệnh viện FV với bác sĩ Rico trong một chuyên khoa phức tạp và đòi hỏi chuyên môn cao phẫu thuật mạch máu. Bác sĩ Jean-Baptiste Rico là một bậc thầy trong ngành phẫu thuật mạch máu và can thiệp nội mạch. Với bề dày 25 năm kinh nghiệm và chuyên môn của mình, hiện ông đang đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng. Tháng 1 năm 2014, bác sĩ đã chính thức có mặt ở bệnh viện FV để điều trị trực tiếp cho các bệnh nhân mắc các bệnh lý thuộc chuyên khoa phẫu thuật mạch máu bao gồm: bệnh lý phình động mạch chủ bụng là loại bệnh lý gây tắc động mạch hoặc phình bóc tách, vỡ túi phình, làm xuất huyết ồ ạt, nếu không được cấp cứu, xử lý kịp thời và đúng chuyên khoa, có thể dẫn đến tử vong. Bệnh lý tắc động mạch chi dưới có biểu hiện ban đầu là đau cách hồi, giai đoạn muộn hơn có thể đau liên tục kể cả lúc nghỉ hay lúc hoạt động, đồng thời chân có thể bị loét không lành hoặc dẫn đến hoại tử ngón chân. Nếu phát hiện đúng bệnh và chữa trị kịp thời, có thể tránh được nguy cơ phải cắt bỏ chi dưới. Loại bệnh lý quan trọng tiếp theo là hẹp động mạch cảnh, dẫn đến tình trạng thiếu máu não. Thời gian qua, bệnh viện FV cũng đã tiếp nhận điều trị một ca bệnh liên quan. Tôi làm gì tôi quên lắm. Rồi có một lần đi vô thang máy lại mất trí 15 phút, tôi phải đi tìm. Đi vô thang máy tìm mà hỏi ổng ngơ ngẩn, ổng không biết gì hết. Vậy thế nào tôi mới đem đi vô bệnh viện để khám. Bác sĩ Rico có nói là nếu mà không mổ thì một ngày nào đó nó sẽ bị tai biến mạch máu não và sẽ bị đột quỵ, có thể là không nói được mà có thể sẽ tử vong. Trước tiên thì chúng ta sẽ thảo luận về bệnh lý động mạch cảnh. Khi tiến hành phẫu thuật, ta sẽ rạch một đường ở vùng cổ, rồi mở lòng động mạch cảnh ra, lấy sạch các mảng xơ vữa. Sau đó tạo hình lại động mạch với một mảnh ghép mạch máu nhân tạo. Điều này sẽ làm cho lòng động mạch cảnh được mở rộng và đảm bảo việc cung cấp máu cho não. Loại bệnh lý thứ hai là bệnh lý phình động mạch chủ bụng. Để điều trị bệnh lý này, bên cạnh phương pháp phẫu thuật mổ hở kinh điển, còn có phương pháp đặt stent phủ nội mạch, nghĩa là tiến hành qua một đường rạch nhỏ để bộc lộ động mạch ở đùi. Động mạch chi dưới có nhiệm vụ dẫn máu nuôi hai chân. Khi các động mạch này bị tắc, sẽ gây thiếu máu chi và có thể dẫn đến tình trạng đau nhức hai chân. Nghiêm trọng hơn là hoại tử ngón chân hay bàn chân và có thể phải cắt cụt chân. Để điều trị bệnh lý này cũng có hai phương pháp. Một là phẫu thuật bắt cầu bằng tĩnh mạch tự thân hay bằng ống ghép mạch máu nhân tạo. Hai là nong động mạch bị hẹp hoặc tắc bằng bóng nong hay đặt giá đỡ qua can thiệp nội mạch. Trong người rất là khỏe, không có mệt mỏi mà cũng đau nhức gì hết. Tình trạng là không còn mất trí nhớ nữa, rất là tốt. Còn cái vết mổ thì cũng không có đau nhức. Nếu mà ai mà có bị như vậy thì cũng yên tâm mổ đi, bác sĩ mổ rất là tốt, rất là hay. Là giám đốc bệnh viện FV, chúng tôi có một bệnh viện hiện đại, tiên tiến, nên chúng tôi quyết định thành lập một chuyên khoa tốt nhất dành cho người bệnh. Khi bạn bắt đầu một chuyên khoa như thế này, thì nên làm việc với những gì được coi là tốt nhất. Bác sĩ Rico là một giáo sư trong lĩnh vực phẫu thuật mạch máu. Một trong những lý do bác sĩ Rico đến Việt Nam là vì con trai ông ấy ở đây, nên ông có mối liên hệ với Việt Nam. Đây là lý do chúng tôi gặp nhau và quyết định thành lập chuyên khoa này. Để phát triển chuyên khoa này, chúng tôi đã trang bị một bàn mổ carbon giá khá đắt. Bàn mổ này không làm cản trở tia X-quang, nhờ đó bác sĩ có thể chụp được X-quang các bệnh nhân trong lúc mổ.
Chúng tôi cũng vừa đầu tư một máy chụp X-quang gọi là Siam kỹ thuật số thế hệ mới nhất, một thiết bị hiện đại cho phép đưa dụng cụ vào động mạch và có thể dõi theo, nhìn thấy dụng cụ đó trên màn hình và bác sĩ có thể nhìn thấy những gì mình đang thực hiện. Một điều cũng không kém phần quan trọng khi thành lập chuyên khoa này, đó là chúng tôi đã đào tạo nhân lực, y tá phụ mổ, y tá phòng chăm sóc đặc biệt, y tá trong khu khám bệnh rất chuyên nghiệp và bài bản. Bên cạnh các giáo sư đầu ngành như bác sĩ Rico, chúng tôi cũng đang phát triển mở rộng đội ngũ bác sĩ chuyên gia về lĩnh vực mạch máu. Sắp tới đây, họ sẽ cùng làm việc với bác sĩ Rico để chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu từ ông. Với mong muốn tạo môi trường điều trị tốt nhất và thuận tiện nhất cho bệnh nhân trong nước, FV đã và đang cùng với các chuyên gia hàng đầu xây dựng một chuyên khoa phẫu thuật mạch máu hiện đại, chất lượng, xứng đáng trở thành một chuyên khoa tiên phong trong lĩnh vực này tại Việt Nam.